ba chín phẩm khó nghe công đức khi ấy trời đế thích nghĩ thế này nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào đã từng đối với vô lượng các đức như lai ứng tránh đẳng giác trong quá khứ thân cận cúng dường phát nguyện rộng lớn trồng các căn lành được nhiều thiện tri thức nhiếp thọ thì nay mới được nghe danh tự công đức bát nhã ba la mật đa như thế huống là thường sao chép đọc tụng thọ trì như lý tư duy vì người diễn nói hoặc tùy sức như thuyết tu hành nên biết người ấy đã ở chỗ vô lượng chư phật trong quá khứ thân cận thừa sự cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chồng các cội đức thường nghe bát nhã ba la mật đa nghe rồi thọ trì tư duy đọc tụng vì người diễn nói như giáo tu hành hoặc đối với kinh này thường hỏi đáp do phước lực này nên nay được như vậy nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đã từng cúng dường vô lượng các đức như lai ứng tránh đẳng giác, công đức thuần tịnh, nghe bát nhã ba la mật đa này mà tâm chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, nghe rồi tin ưa như thuyết tu hành, thì nên biết người ấy nhiều ước kiếp, đã từng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cho nên đời nay thành tựu được việc này lúc bấy giờ cụ thọ xá lợi tử bạch phật bạch thế tôn nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nghĩa thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa này mà tâm chẳng kinh chẳng sợ chẳng hãi nghe rồi sao chép đọc tụng thọ trì như lý tư duy vì người diễn nói hoặc lại tùy lực như giáo tu hành thì nên biết người ấy như các đại bồ tát ở địa vị bất thối vì sao bạch thế tôn vì bát nhã ba la mật đa như vậy nghĩa thú sâu xa rất khó tin hiểu nếu đời trước chẳng tu tập lâu dài bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thì đâu có thể được nghe và thức thời tin hiểu bạch thế tôn nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói bát nhã ba la mật đa mà chê bai phỉ báng thì nên biết người ấy đời trước đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này cũng đã từng hủy báng vì sao bạch thế tôn vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy do tập khí đời trước nên chẳng tin chẳng ưa tâm chẳng thanh tịnh bạch thế tôn thiện nam tử thiện nữ nhân ấy chưa từng thân cận chư phật bồ tát và chúng đệ tử chưa từng thưa hỏi là nên hành bố thí ba la mật đa như thế nào nên hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa như thế nào nên trụ pháp không nội như thế nào nên trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh như thế nào nên trụ chân như như thế nào nên trụ pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ như thế nào nên trụ thánh đế khổ như thế nào, nên trụ thánh đế tập diệt đạo như thế nào, nên tu bốn tịnh lự như thế nào, nên tu bốn vô lượng bốn định vô sắc như thế nào, nên tu tám giải thoát như thế nào, nên tu tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ như thế nào, nên tu bốn niệm trụ như thế nào, nên tu bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo như thế nào, nên tu pháp môn giải thoát không như thế nào.

nên tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện như thế nào, nên tu năm loại mắt như thế nào, nên tu sáu phép thần thông như thế nào, nên tu mười lực Phật như thế nào, nên tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng như thế nào, nên tu pháp không quên mất như thế nào, nên tu tánh luôn luôn xả như thế nào. Nên tu trí nhất thiết như thế nào? Nên tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng như thế nào? nên tu tất cả pháp môn đà la ni như thế nào nên tu tất cả pháp môn tam ma địa như thế nào nên tu tất cả hạnh đại bồ tát như thế nào nên tu quả vị giác ngộ cao tột của chư phật như thế nào nên nay nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa thì chê bai phỉ báng chẳng tin chẳng ưa tâm chẳng thanh tịnh